anh em đang gặp các vấn đề về thiếu kim cương, không sao đâu, vào ngay shop đucmong.com, tôi cam kết anh em sẽ quay ra kim cương 100%. Shop có những mini game hấp dẫn ngon hơn cả người yêu cũ. Còn nữa, shop đang giảm giá đến 70% cùng với tỷ lệ quay trúng kim cương cao lên đến hàng nghìn kim cương em ạ. Còn chần chờ gì nữa, vãi sách ít lên đi mua thẻ và lạp vào ngay. Ok, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình và mình là Đức Mong Điều Ra, mã số 02 đến từ Dubai đây anh em, hôm nay nói nhanh không? Và mình là Bé Mắt TV. Thì hôm nay bên sau mình là cái phông xanh ấy, mình đã chỉnh sửa cho khác biệt một chút đây. Thì hôm nay không phải là một clip vlog, cũng chẳng phải clip chơi game, mà hôm nay là thử thách Cấm cười. Đó, thì trước khi vào video này mọi người có thể bỏ ra 5 giây để bấm like giúp mình nhá. 5, 4, 3, 2, 1, like. Ok, về vào luôn, không linh tinh như thuyên nữa, vào luôn. Bây giờ nhá, ai cười là bị đập cái chai vào đầu. Ok chưa? Chốt nhá, chốt kèo này, để cái chai ở đây. Cho em cầm nó. Bắt đầu từ đoạn này anh em nhá, bởi vì đoạn trước là nó bị bản quyền anh em. Ôi trời ơi. Ngồi luôn. Không cười. Cười bị nhẹ nhẹ đấy, không bị đâu. Các con của ta ra đây uống sữa nào. Mình buồn cười nhưng mình không muốn cười anh em. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Em cười trước, anh không cười thì anh là ai? Lưng đầu anh. Hiểu. Cười. Công nhận thì tội đấy. Nó biết là sao bị kẹp. You'll never have her. And why is that? Because I love you. I just can't even. Let me show you what you're missing. Paradise. Có nhiều người không hiểu. Người bạn nói ông đó. Chắc hai đứa mình khác nhau ha. Câu ngoài trong cái đường phố rồi. Trong game GTA 1. Nhà, quá nhà. Chó này vậy nó nhỏ chứ lại khôn lắm. Đồ ăn ở đây ấy, nó nhìn vậy thôi chứ không có ăn. Chừng nào mà cho cái nó mà xem rồi thì mình không đưa tận họng nó mới ăn chứ để mình xem không hang trước rồi. Em tên là em làm thử nha. Giờ em để em đùi nè, em để em đùi là không bao giờ em dám ăn. Chừng nào mà thả ra nó mới ăn nè, thấy không? Đâu có ăn đâu. Đừng ăn. Chừng nào em để ý đáy nó mới ăn. Nó thấy không? Đâu ăn đâu. Nó cười. Nó giờ chừng nào em để ý đáy nè, nó mới ăn. Nó cho em nuôi rồi, ngoan lắm. Ăn đừng ăn. Chừng nào em để ý đáy nó mới ăn. Nó thấy không? Má gì cái ma tối rồi. Nó giờ chừng nào em để ý đáy nó mới ăn. Nó cho em nuôi rồi. Cha ơi, mẹ ơi, cậu ơi, con làm được. Ngoại ơi, con làm được rồi hả? Làm gì? Hay nhở? Thằng này nó cũng rảnh, ấy. Hay nhở? Giả bóng luôn em ạ. Thằng gì đây? Trả lời phỏng vấn. Thì em sút vào đầu đúng không? Mình đoán trước kịch bản này. Không hiểu. Đi vào cầm đủ bạn. We have a volunteer. Follow me. Oh,
Nên em ra. À, cái này là trốn người yêu đi. Thế nhiên mà bảo thật biến mất được bạn luôn. Ui giời. Các chị hài với những người nước ngoài em, bởi vì bọn mình quá là bùng mạn rồi. Ta rất ra抖音这玩意儿是有意思哈，有个新闻，所以我父亲呢带他儿子荡秋千，这虎子我的爹呀，就这嘎抱手机搁那看呢，把孩子都盯飞了，他还直勾盯手机瞅呢，这爹当的咋这么嘚儿呢？来了，你这怎么满出来的？空手你咋没有？高伟và tên cướp à Alibaba và 40 tên cướp Alibaba vô nhà người ta rất xe đạp ra. Ngầu. Đố mày nói là tiếng của bò đấy. Em á? Em cũng không biết đâu. Mày đếm thử nhá. Giống như Trang luôn. Wow. Này hơi nhạy cảm nên anh em chưa 18 tuổi nên không nên xem nhá. Những thành phần chưa hiểu liền. Thân mèo. Không hiểu lắm. Ô cà tê cà bình khuôn nhèo nhèo. Nóng pa pia khu pa pa buai. Phân giáo xa đài. Tôi tưởng là nó có phép thuật. Bốc đầu cửa này, chắc chắn luôn. Những kịch bản này thường là như vậy. Này. À vượt ra. Hay quá nhở? Editing đấy. Có cái chai làm cứ nhăm nhe chai mình đập anh à? Xem bên đây bấm like à mọi người. Yeah. Em đêm nay ngon và căng cực. Em đêm nay ngon và căng cực. Ăn bát xanh chanh cùng đi ăn mực. Ăn bát căng tròn là vùng ngực. Làm mình thấy mẹ phải hôn nhau nhá. Yes. À, chưa hết. Cái gì đây? Thả lốt à? Ngón tay... Phải thả lốt không? Gì đây? Cái gì đây? Không hiểu. Như là hết rồi ấy. Hết video rồi. Ui giời ơi. Nói chung là cuối cùng người ăn đập nhiều nhất vẫn là mình. Nói chung là mọi người cho bọn mình mặn quá, cho nên là đối với bọn mình thì cái clip này nó không có đủ mặn ấy. Buồn cười rồi. Thôi thì clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người nha. Một clip rất là nhạt nhẽo. Nếu như mà mọi người có clip nào hay hoặc là cái gì đó thì mọi người hãy comment ở dưới để bọn mình reaction, hoặc là bọn mình sẽ thử khách thử nha. Ok, bây giờ thì bye bye. Bye bye.